cúng dường. Sang phô vi sô thô thú gá ta sá sá quá phô thích thà thú cà mô quá rá thầm má chích khá phô nền đà bá sàng chà đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tân ná rá phù. Cái này giác cần tăng bảo thanh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thân tí trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tế giới tê chê ná sách thà mê ê tú á thá năng tá xà vi a nú phà quê ná xá hát xà dê ná sách tạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh phổ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 133. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Bây giờ ôn lại hai câu này. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Câu 3, câu 4. Đúc ca hi sa râm phá chặt thà. Đúc ca hi sa râm phá chặt thà. Đúc ca hi sa râm phá chặt thà. Và câu cuối cùng. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Đúc ca hi sa râm phá cát tha. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Đúc ca hi sa râm phá cát tha. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Đúc ca hi sa râm phá cát tha. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Ma vô chấp phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Đúc ca hi sa râm phá cát tha. Bát tỷ đành đa phụ xây dũ tăng. Ma vô chấp phá rũ sân canh chí. Quốc ta bất tỷ quá đầy dũ tăng. Đúc ta hi sa râm phá cát tha. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Ôn lại lần nữa ha. Để đưa bài này. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bát tị quá đầy dũ tăng. Đúc ta hi sa râm phá cát tha. Bát tị đành đa phụ xây dũ tăng. Và một cách đọc thứ hai, thay vì chúng ta đọc nguyên bài thì chúng ta chia ra làm hai. Cuối câu số 2 đó là một trường âm. Ma vô cha phá rũ sân canh chí. Quốc ta bát tị quá đầy dũ tăng. Đúc
tha hi sa ram tha ca tha pa ti an da phu say du tăng ma wo cha pha ru sang tan ji vu ta pa ti wa đầy du tăng đúc tha hi sa ram tha ca tha pa ti an da phu say du tăng. Như vậy thì chúng ta thấy trường âm đoạn âm chúng ta đọc hai cách, một cách thì đọc hết một hơi, có bao nhiêu hơi đọc hết bao nhiêu đi, đọc một hơi. Còn cách thứ hai chúng ta phải dừng lại để mà thở, thì chúng ta đọc cuối câu số 2 chúng ta dừng lại. Nếu quý vị dừng lại cuối câu số 2 thì bảo đảm tuổi thọ quý vị sẽ tăng. Còn đọc hết hơi thì coi như là coi chừng ạ. Bây giờ qua giọng kệ thì chúng ta cũng chia ra đọc một lần hai câu ha. Một câu 8 từ, chúng ta đọc theo cái âm điệu 4-4. Ma vô cha pha ru sang canh chỉ huyền vô ta ba ti qua đây du tầng đục tha hi sa râm pha ca tha ba ti đanh đa phù say du tầng. Ma vô cha pha ru sang canh chỉ huyền vô ta ba ti qua đây du tầng đục tha hi sa râm pha ca tha ba ti đanh đa phù say du tầng. Lần nữa ha. Ma vô cha pha ruồng sân canh chỉ hiền quần ta ba tí qua đây du tầng đục tha hi sa râm pha ca tha ba tí đanh đá phù say du tầng. Cho nó lời ác độc nói ác bị nói lại phổ thay lời phẫn nộ đau trượng phản chạm ngược. Rồi xa thủ Thích Mê Ta, Thích Kim, Thích Hồng Mai, xin mời ba vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai. Cảm ơn Pháp Nguồn cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Kim và cảm ơn sư Phước Thành. Dạ, trước hết kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Thành cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 133. Ma vô cha pha ru sang canh chỉ quốc ta ba tí quá đầy du tăng đúc khả hi sa râm phá ca tha ba tí đành đa phu say du tăng. Dạ con xin phân tích ma vô là hai trường âm thông thường, cha phá ru là ba độ âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ba tí quá ba đoạn âm, đây trường âm nhấn, du đoạn âm tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô cha pha ru sang canh chí quốc ta, ba tí quá đầy du tăng. Dạ con xin hoạt tính tiếp. Câu 3 và câu 4, đúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, hí đoạn âm, sa trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, phá cá hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, ba tí hai đoạn âm, đanh
trường âm nhẫn đá đoạn âm phú đoạn âm xây trường âm nhẫn vũ đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đúc kha hi sa ram pha ca tha ba ti đành đa phu say du tăng. Và con xin đọc lại toàn bài. Ma vô cha pha ru sang canh chỉ quýt ta ba ti qua đây du tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha ba ti đành đa phu say du tăng. Ma vô cha pha ru sang canh chỉ quýt ta ba ti qua đây du tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha ba ti đành đa phu say du tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà vô cha pha rù săn canh chi, quýt ta ba ti hòa đẩy vô tăng. Đục khả hi sa rầm pha ca tha, ba ti đanh đa phù say vô tăng. Và con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Thanh, Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hai người, một, hai, ba. Ba người cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Mét Trà, cô Hồng Mai, cô Pháp Nguồn Lào Cai đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, sư Phước Thanh. Con biết Phước Thanh hay Phước Thạnh hay Phước Thạnh, Phước Thánh gì thôi. Hay Phước Thạnh nữa. Tại vì tiếng Việt Nam thành kỳ lắm, nó có ngâm dấu nặng, dấu ngã, dấu hội, dấu quyền, dấu sắc luôn vậy đó. Dạ, con xin sư cho con cái dấu đi, Phước Thạnh. Dạ, con biết rồi, Phước Thạnh. Cảm ơn sư. Cảm ơn sư Phước Thạnh. Dạ. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 133. Bữa nay không có sư xuất sang vô hen. Không sao, sư từ từ sẽ vô thôi. Dạ, con xin bắt đầu trả bài kinh Pháp Cú số 133. Ma vô cha pha lu sang khan chi phúc ta phát ti qua đầy du tăng đúc khà hi sa rồng phát ca thà phát ti đành đá phu xây du tăng. Ma vô cha pha lu sang khan chi phúc ta phát ti qua đầy du tăng đúc khà hi sa rồng phát ca thà phát ti đành đá phu xây du tăng. Phân tích câu 1 và câu 2. Ma vô hai chữ âm thông thường. Chá phá rú ba đoạn âm, xăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, canh khanh chừng âm nhắn chí đoạn âm, câu số 2, phúc chừng âm nhắn ta chừng âm thông thường, bá tí quá ba đoạn âm, đây chừng âm nhắn, vú đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ma vô cha pha gu sằng khành thi vút ta pha ti qua đầy du tăng đúc khà hi sa rầm pha ca thà pha ti đành đá phú xây du tăng. Phân tích câu số 3. Đúc trường âm nhắn, kha trường âm thông thường, hí đoạn âm, sa trường âm thông thường, rầm trường âm nhắn, thá khá hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, bá tí hai đoạn âm, đanh trường âm nhắn, đá phú hai đoạn âm, xây trường âm nhắn, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo nguyên âm, đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đúc khà hí xà rầm phát cát thà bắt tí đành đá phú xây vú tăng. Ma vô cha pha vú sằng khành chi vút
ta phát ti qua đầy du tăng đúc khả hi sao rằm phát cát thà phát ti đành đá phú xây du tăng mà vô cha pha vui sẵn khẳng chi bút ta phát ti qua đầy du tăng đúc khả hi sao rằm phát cát thà phát ti đành đá phú xây du tăng mà vô cha phá ru sanh khánh chi vùng ta phá tí qua đầy du tăng đục kha hi sa râm tha kha tha phạt tì đâm đá phu say du tăng mà vô cha phá ru sanh khánh chi vùng ta phá tí qua đầy du tăng đục kha hi sa râm tha kha tha phạt tì đâm đá phu say du tăng chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 133. Thấy chưa? Sư mệt quá rồi, sư đi kính cà phê uống nước rồi, thầm bận rộn rồi, không có cho bông qua góc trội việc của mình. Dạ, con xin cảm ơn các sư, các quý vị đã, các cô tu nữ và quý vị đã lắng nghe và cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con có điều sai, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị cho con biết để con chỉnh sửa. Và con xin cảm ơn tất cả. Con chúc quý vị có một ngày ăn vui. Và con trả máy lại. Xin mời quý vị kế tiếp, không biết ai nữa, chắc Hồng Mai không? Hồng Mai, tại vì cái phone của tôi không biết người nào vô tay vô chân gì hết á. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta, chị Kim và Pháp Nguồn Hồ Cai đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài có Pháp Cú số 133. Ma vô cha pha vô sang can chi vô ta pa ti wa đầy yu tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha pa ti đăng đa phu say yu tăng. Ma vô cha pha vô sang can chi vô ta pa ti wa đầy yu tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha pa ti đăng đa phu say yu tăng. Dạ, con xin tuân tức câu 1 và câu 2. Ma vô là hai trường âm thông thường, chá phá rú ba đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, vút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, tá tí quá ba đoạn âm, đây trường âm nhấn, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma vô cha pha u sang can chi vu ta pa ti wa đầy yu tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đúc là trường âm nhấn, kha là âm thông thường, hí đoạn âm, sa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, phá cá hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, đăng trường âm nhấn, đá phú hai đoạn âm, say trường âm nhấn, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc kha hi sam pha ca tha pa ti đăng đa phú say du tăng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 133. Ma vô cha pha u sang can chi vu ta pa ti quá đầy du tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha pa ti đăng đa phu say du tăng. Ma vô cha pha u sang can chi vu ta pa ti wa đầy du tăng đúc kha hi sa ram pha ca tha pa ti đăng đa phu say du tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chậm ngược. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin đọc kệ ạ. Ma vô cha phá vô sang can chi vô ta pa ti wa đầy yu tăng đúc
Kaisa Ramsakatha Pati Danda Vusayu Tang Navo Japa Rusankanchi Vutapati Vadayu Tang Dukkahisa Ramsakatha Pati Danda Vusayu Tang. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong cái gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa dùm. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài trí đức. Con kính đảnh lễ sư Phước Thanh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai, cô Meta cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được đọc và phân tích câu 103. Dạ, các cô đọc hay quá. Con chắc từ từ con vừa đọc vừa thở chứ. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Ma vô cha pha ru sang cành chi vút ta pa ti qua đầy yu tăng Đúc khá hi sa ram pha ca tha pa ti đăng đa pu say yu tăng Ma vô cha pha ru sang cành chi vút ta Pa ti qua đầy du tăng Đúc khá hi sa ram pha ca tha Pa ti đăn đa phu say du tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ma là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, phá là đoạn âm, rú là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, canh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm. Ma vô cha pha ru sang canh chi. Con xin phân tích câu 2 này. Vút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ta đoạn âm, tí là đoạn âm, quá là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, yếu là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vút tà pa ti qua đầy du tăng. Dạ, con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Ma vô cha pha du sang cành chi vút tà pa ti qua đầy du tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đúc khá hi sa ram pha ca tà pha ca tha pati đàn đa pu say yu tăng. Lúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, cá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, phú là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, rú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dukkha hi sa ram pha ca tha pati đan đa pu say yu tăng. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Dukkha hi sa ram pha ca tha pati đan đa pu say yu tăng. Con xin đọc lại cả bài ạ. Ma vô cha pha ru sang canh chi bút ta parit qua đầy du tăng đúc khả hi sa ram pha khát thả pati đần
đa phu xây chút tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đao trượng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được kệ. Ma vô cha phá su khăng canh chi vô ta pa ti và đầy dụ tăng lu ca hi sa râm ca cắt tha pa ti đăn đá vô say dụ tăng. Ma vô cha phá su răng canh chi vô ta pa ti và đầy dụ tăng lu ca hi sa râm pha ca tha pa di đan đa phu đầy dụ tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trưởng phản chạm ngược. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong, có gì sai xin ngài Chí Đức chỉnh sửa lại cho con. Dạ con xin phép được xuống mic, con mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Pháp Nguồn Lào Cai, cô Hồng Mai cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 133 hôm nay ạ. Ma Vô Cha Phá Ru Sang Cành Chi Quýt Ta Bati Wa Dei Yu Tăng Dukha Hi Sa Ram Pha Kha Tha Pati Dan Da Phu Say Yu Tăng Ma Wo Cha Pha Ru Sang Canh Chi Wut Ta Bati Wa Dei Yu Tăng Dukha Hi Sa Ram Pha Kha Tha Pati Dan Da Phu Say Yu Tăng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma Wo Cha Pha Ru Sang Canh Chi Wut Ta Bati Wa Dei Yu Tăng. Ma Vô là hai trường âm thông thường, Chá Phá Rú là ba đoạn âm, Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Canh là trường âm nhấn, Chí là đoạn âm, Wut là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Bá Tí Quá là ba đoạn âm, Đây là trường âm nhấn, Dú là đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma Vô Cha Phá Ru Sang Canh Chi Quýt Ta Ba Ti Wa Dei Yu Tăng. Và câu số 3 và câu số 4. Đúc Kha Hi Sa Râm Pha Kha Tha Ba Ti Đành Đa Phu Say Yu Tăng. Đúc là trường âm nhấn, Kha là trường âm thông thường, Hi là đoạn âm, Sa là trường âm thông thường, Râm là trường âm nhấn, Phá, Cá là hai đoạn âm, Tha là trường âm thông thường, Bá, Tí là hai đoạn âm, Đanh là trường âm nhấn, Đá là đoạn âm, Phú là đoạn âm, Xây là trường âm nhấn, Dú là đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc Kha Hi Sa Râm Phá Kha Tha Bá Tí Đanh Đa Phú Xây Dú Tăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Ma Vô Cha Pha Ru Sang Canh Chi Quýt Ta Ba Ti Wa Dei Yu Tăng Đúc Kha Hi Sa Râm Pha Kha Ta Pha Kha Tha Ba Ti Đành Đa Phu Say Yu Tăng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đao trượng phản chạm ngược, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma Vô Cha Phá Ru Sang Canh Chi Quýt Ta Ba Ti Wa Dei Yu Tăng Dukha Hi Sa Râm Pha Kha Tha Ba Ti Đanh Đa Phu Say Yu Tăng. Ma Vô Cha Phá Ru Sang Canh Chi Quýt Ta Ba Ti Wa Dei Yu Tăng Dukha Hi Sa Râm Pha Kha Tha Ba Ti Đanh Đa Phu Say Yu Tăng. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời Chiếc Mùa Xuân ạ. À.
Con xin lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin lãnh lễ sư trí đức, con xin lãnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu có chùm con cái bài con xin đọc câu và câu số 133. Ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang dukkha hi saram pha ka tha pa ti dan da fu say yu tang ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang ma Vô là hai trường âm thông thường, chá phá rú là ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Bá, tí, quá, ba đoạn âm, đây trường âm nhấn, dú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đọc lại câu 1 và 2. Ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang dukkha hissa ram phaka dukkha hissa ram phaka tha pa ti dan ta phu say yu tang. Duk là trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, hí đoạn âm, sa trường âm thông thường, ram trường âm nhấn. Phá cá hai đoạn âm, tha trường âm thông thường, phá tí hai đoạn âm, tranh trường âm nhấn, đá phú hai đoạn âm, xây trường âm nhấn, dú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc khà hít xà rằm phá cá thà, bá tí đành đá phú xây dú tăng. Đọc lại câu 133. Ma vô chá phá rú sân canh chí quốc. Ta pa ti wa de yu tang dukkha hissa ram phakatha pa ti dan da fu se yu tang ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang dukkha hissa ram phakatha pa ti dan da fu se yu tang ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang kha hisa ram phát ca thà ba ti đành đa phu xây diễu tầng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm ngược. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, xin mời đạo tràng. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 133. Ma wo cha pu li sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang dukkha hi sa ram pha kha tha pa ti dan da pu say yu tang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ma trường âm thông thường, wo trường âm thông thường, cha đoạn âm, phá đoạn âm, rú đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, canh trường âm nhẫn, trí đoạn âm. Câu số 2, quốc trường âm nhẫn, ta trường âm thông thường, bá tí quá ba đoạn âm, đây trường âm nhẫn, dướng trường âm, dú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma wo cha phu xin lỗi ma wo cha pha ru sang can chi wut ta pa ti wa de yu tang. Câu 3 và 4, dukkha hissa ram pha ka tha pa ti dan da phu say yu tang. Dukk trường âm nhẫn, kha trường âm thông thường, hí đoạn âm, sa trường âm thông thường, ram trường âm nhẫn, phá đoạn âm, cá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bá đoạn âm, tí đoạn âm, tan trường âm nhẫn, đan ta trường âm thông thường.
phú đoạn âm, say trường âm nhấn, dưới đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dukkha hisaram phakatha pati danda pusayu tang ma wo cha paru sang khan chi vun ta pati wa dai yu tang dukkha hisaram phakatha pati danda pusayu tang. Chữa nổi lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thai lời phẫn nộ, đau trưởng phản chạm ngược, nhà của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma wo cha pa ru sang ban chi vun ta pa ti wa de yu tang dung kha hi sa ram pha kha tha pa ti dan da pu sa yu tang. Bao ngô cha pa ru sang khan chi un ta pa ti wa dai yu tang dung kha hi sa ram pha kha tha pa ti dan da pu sai yu tang. Dạ, con đã đọc sai, con có sai xin đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, con kính tri ân cô Kim và cô Meta đã sửa sai giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Yeah. Nam mô Bhuttaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin kính chào đạo tràng, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ. Con xin đọc câu pháp cú 133. Yeah. Ma vô cha phá rú sang căn chí vút ta bát tí vá đi vút tăng đúc khà hí xa râm phát khá ta phát cách thà bát tí đăng đá phú xí yu tăng phú xí yu tăng. Dạ, con xin đọc lại. Ma vô chắc phá rú sân căn chí vút ta bát tí vá đi vút tăng đúc khà hi sa răng phát khát ta bát tí đăng đá phú si yu tăng. Dạ, con xin phân tích ạ. Ma vô là hai truyền âm thông thường, chá phá rú là ba đoạn âm, sân là truyền âm đọc theo dạng nguyên âm, căn là truyền âm nhấn, chí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Phá tí vá là ba đoạn âm, đi là trường âm nhấn, dú là trường âm nhấn, là đoạn âm, dú là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, túc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, phát khá là hai đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pá tí là hai đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, phú là trường âm là đoạn âm, xí là trường âm nhấn, dú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài ạ. Ma vô chát phú ma vô chát phá rút sang căng chí vút ta bát tí vá đi vô đi vô tăng đúc
hi sa rang pha cát tha pa ti đằng đà phu si yu đằng. Dạ, con xin đọc bài kệ. Ma vô cha pha lu sang căng chi vút ta ba đi vàng đi yu đằng đu kha hi sa lang pha cát tha pa ti đằng đà phu si yu đằng. Ma vô cha pha ru sang căng chi vô ta ba đi đi và đi yu tăng đô kha hi sa răng pha kha ta ba ti đăng đa phu si yu tăng. Dạ, con xin đọc xong. Trong khi con đọc có nhiều chỗ sai sót, xin quý sư sư Trí Đức và quý cô tu nữ và đạo tràng sửa bài cho con ạ. Dạ, con xin cảm ơn, con xin nhìn mic lại ạ. Nhìn mic. Alo, 123 123. Sếp Hồng Mai mời sếp Hạnh với Diệu Pháp ha. Mà sao sếp Hạnh với Diệu Pháp không thấy đưa tay? Có huynh Hạnh Phước đưa tay à? Hôm nay huynh Hạnh Phước đọc cũng quá hay ha. Rồi sếp Hạnh với Diệu Pháp đâu rồi? Alo, đưa tay chứ. Học cứ đọc đi, đúng sai không quan trọng, nhưng mà mình đọc để coi như trắc nghiệm chính bản thân của mình tiếp thu như thế nào. Rồi bây giờ sẽ ca hành Diệu Pháp bàn tay đâu rồi? Rồi Đại Đức Tuệ Đức cũng không có lên sách bắn bà con gì hết. Đáng lẽ Đại Đức Tuệ Đức còn vô là đưa tay lên liền, thấy bắn là cứ đưa tay lên. Rồi, tôn kính Đại Đức Tuệ Đức trước ha. Rồi, Sức Hạnh Vi Diệu Pháp lên sau ha. Rồi, Đại Đức Tuệ Đức đâu? Bàn tay năm ngón. Alo, Đại Đức Tuệ Đức.
Cậu ơi đưa tay chứ. Rồi xa thú, xa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư đại đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài kinh Pháp Cú câu 133. Ma vô cha pha ru sang can chí út ta bát ti quá đầy du tăng đúc kha hi sa ram phát ca tha bát ti đàn đắp phu xây du tăng chớ nói lời độc ác, chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại khổ thai lời phẫn ngộ đau trường phản chạm ngược. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ma vô cha pha ru sang can chi vô ta pa ti wa đây vô tăng đô kha hi sa ram pha ca tha pa ti đàn đa phu say vô tăng ma vô cha pha ru sang can chi vô ta ti vô ta pa ti wa đây vô tăng đô kha hi sa ram pha ca tha ba ti đàn phu ba ti đàn đa phu say yu tăng ma vô cha pha ru sang can chi vô ta ba ti wa đây yu tăng đô kha hi sa ram pha ca tha ba ti đàn đa phu say yu tăng. Dạ con xin hết ạ. Kính mời người tiếp theo ạ. Dạ, alo, mọi người có nghe con rõ không ạ? Chắc hôm nay mạng bên con hơi yếu nên đâm ra nghe ai nói cũng hơi giật giật chút. Dạ. Xin chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Nghe con xin đọc bài kinh Pháp Cú 133. Ma vô pha ru sang can chí vút ta pa ti va đây yú tăng Dukkha hi sarang pha pakatha pati danda usai yutang ma vucha parusang kanchi utta pati pati vade yutang Dukkha hi sarang pakatha pati danda usai yutang. Dạ, con xin phân tích. Ma là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, phá rú là đoạn âm, xăng là trường âm đặc thời nguyên âm, cân là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, tá ta là trường âm thông thường, phá tí vá là ba đoạn âm, đây là trường âm nhấn, dú là đoạn âm, tăng là trường âm độc thay giọng nguyên âm, bước là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm độc thay giọng nguyên âm, phá cá là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, phá tí là hai đoạn âm, đinh là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, cú là đoạn âm, si là trường âm nhấn, dú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, sau đây con xin đọc kệ ạ. Ma vô cha phu pa ru sang can chi
Vút ta ta tí và đầy dù tăng Đúc ca hi sa Răng phá ca tha Phá tê đăng đá Vô xê dù tăng. Dạ, con xin hết ạ. Có gì sai mọi người sửa cho con ạ. Con tạm biệt lại ạ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ. Ai, xa thú, chị Hồng Mai. Như vậy câu Phật ngôn 133. Không còn ai đọc nữa phải không? Đến sinh hoạt với đạo tràng. Cái vấn đề đúng, sai, hay, dở. Cái chuyện đó là tám tháp xây dàng. Còn mục đích của chúng ta là hiểu câu Phật ngôn này, Đức Phật dạy như thế nào, và dòng đọc của chúng ta đúng hay là sai. Cái này không phải là đạo tràng cho những cái bông hoa hoặc là những cái lời xa thú và chúng ta cảm thấy rằng hoàn hỷ. Mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta đọc phân biệt được trường âm và đoạn âm. Chúng ta biết rằng chúng ta đọc đúng, chúng ta biết rằng chúng ta đọc sai. Cái điều quan trọng là cái sự nhận định để biết được đúng và sai. Còn nghe là giọng trẻ hay giọng kinh, nghe là chuẩn, cái vấn đề không quan trọng. Và quan trọng là quý vị biết rằng do cái khả năng của mình, do hơi sức của mình mà cái giọng đọc này nó có lực hay là không có lực. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên quý vị cứ mạnh dạn, nghĩ rằng ô tôi dở quá nên đọc sai mà con cười. Chứ lỡ quý vị ngồi trước máy công mình ai cười quý vị thấy không? Mà dầu quý vị đã thấy người ta cười, người ta chế nhạo đi nữa qua những cái dòng tế chết, cái chuyện đó có quan không? Cái quan trọng là chúng ta suy nghĩ tinh thần trầm cầu học hỏi về giáo pháp, chúng ta thấy đúng, thấy sai, nhận chân được sự thật, cái đó mới là điều quan trọng. Cho nên quý vị hoan hỷ ha, đừng có ngại. Chuyến đời chỉ phi tám pháp thế gian. Ồ, cái ai cười thở răng hả? Chắc chắn vậy. Cái cười mà không mở răng người ta gọi là miếng chi cọp. Cái miếng chi đó nguy hiểm lắm. Rồi, bây giờ chúng tôi xin đọc lại và phân tích từng vần ha. Ma vô cha phật tăng cành chi út ta bất chi quan đề gia tăng đúc xà hi xà rầm pha cà thà bất chi đành đa phu thầy du tăng. Đó là cách đọc một hơi ha. Ai mà yếu mà đọc một hơi kiểu này là hết hơi rồi, hay là lên đường á. Thôi thì chúng ta chia ra hơi đi ha. Bởi vì cuối cái câu số 2 nó là một trường âm, cho nên chúng ta thoải mái. Ma vô cha phá rụt trần cành chi vút ta phá chi quát đầy vút trần đúc khà hi xà rầm phá cát hà phá chi đành đáp vút xây vút trần. Quý vị đọc hai hơi thì thấy người nó nhẹ hơn, nó quân bình.
và vừa sức. Như vậy thì trong cái giọng đọc với câu Phật ngôn này, chúng ta có hai cách đọc: Mago chaparu sang cành chi vô tà bất chi vô đầy vô tầng lúc hà hi xà rầm pha cát hà bất chi đành đắp phúc xây vô tầng. Đó, như vậy là chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ hai là chúng ta đọc một hơi ha. Ma vô cha pháp thần tâm tiêu vô ta bất tri vô đầy vô tầng đúc tha hí xà rầm pha ca tha bất tri đành đã phú xây vô tầng. À, rồi trong giọng kệ thì quý vị chú ý kệ là cố gắng đọc làm hai câu đi. Đọc một câu nó không có nương nhau, không có lên, không có xuống, không có nhịp nhàng, không có âm điệu. Rồi chúng ta đọc một lần hai câu. Khi nào mà câu nó dài thì chúng ta đọc từng câu một. Còn bây giờ câu ngắn có 8 từ. 8 từ thì chúng ta chia làm hai, dễ đọc. Ma vô cha pha ru sang tâm chỉ vô ta ba thí và đây du tầng lúc khai hi sa râm pha ca tha ba ti đan đa phụ xây du tầng. Đọc lại lần nữa ha. Ma vô cha pha ru sang tâm chỉ vô ta ba thí và đây du tầng lúc khai hi sa râm pha ca tha ba ti đan đa phụ xây du tầng. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ đau trượng phản chạm ngược. À, mong quý vị coi như đến đạo tràng sớm sớm một chút và nắm bắt được cái giọng đọc để rồi quý vị cảm thấy tự tin hơn ha. À, quý vị vô trễ đó rồi tự nhiên cảm thấy lúng túng. À, nhưng mà quý vị vô sớm thì chúng tôi sẽ đọc trước rồi hướng dẫn, rồi quý vị cảm thấy rằng sự nắm bắt nó dễ hơn. Chứ vô trễ rồi sẽ thấy nghe người ta đọc rồi không biết đúng sai sao, không được tự tin. Mong quý vị đến xem sớm một chút ha. Rồi câu Phật ngôn 133 chúng ta đọc được thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Ma vô cha pha ru sang cành chi, ma vô cha pha ru sang cành chi. À, thì ở đây cái câu này có ba từ, chữ ma vô cha. Ma vô cha là do cái từ ma cộng với a vô cha, mà ma ở đây có nghĩa là đừng, chớ, không. Ma là đừng, chớ, không. Rồi chữ avocha. Avocha đây là một động từ quá khứ số ít. Avocha có nghĩa là đã nói. Đã nói. Thì ở đây ma vô cha có nghĩa là đừng nói, chớ nói. Đừng nói, chớ nói. Nó cái gì? Pharusang. Pharusang do cái từ Pharusa. Pharusa là một danh từ nam tính Akran Prapumlinga. Và Pharusa này được chia theo đối các số ít Đu Tỳ Giá Quỳ Phát Thí Ê Câu Quá Trần Á. Cho nên Pharusa biến thành Pharusang. Pharusang là cọc cằn, thô lỗ, không nhã nhặn. Cọc cằn, thô lỗ, không nhã nhặn. À, như vậy thì cái từ cuối cùng, từ cuối cùng, chữ canh chi. Chữ canh chi có nơi người ta biết là kinh chi. Kinh chi hay là canh chi, đây là một đại từ nam tính. À, một đại từ nam tính có nghĩa là bất cứ ai,
bất cứ ai. Vậy thì ma vô cha pha rú sằng cành chi, chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Ma vô cha pha rú sằng cành chi, chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Tức là đối với người khác ha, thì mình phải nói là nhã nhặn, không nên nói là thô lỗ. Cho nên ở đây câu đầu tiên, chớ nói lời ác độc, thô lỗ, cọc căng, không nhã nhặn. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là chớ nói lời ác độc. Rồi câu số 2, Bút ta bất tí quá đầy giá tăng, Bút ta bất tí quá đầy du tăng. Câu số 2 có 3 từ Bút ta. Bút ta do các thân ngữ quá, một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Bút ta, những người bị nói, những người mà bị nói thì vua ta là sao? Bất tí quá đầy vũ, bất tí quá đầy vũ. Chữ bất tí là đối lại, ngược lại ha. Đây là một cái từ ngữ. Và căn ngữ quá đầy vũ, đây là một cái động từ số nhiều ha. Có thể nói lại, có thể đáp lại, có thể chống lại. Bất tí quá đầy vũ, có thể nói lại, có thể đáp lại, có thể chống lại. Rồi đối đáp chống với ai? Chỉ tăng chỉ tăng đây do cái từ tâm hát, một đại từ nam tính. Nhưng mà thực ra theo đối các số ít tu tỳ gia vừa phát tia các quá trình a, cho nên tùm há biến thành tăng. Tăng thứ hai là ngôi số hai, ngôi thứ hai số ít, có nghĩa là bạn, là ông, là anh, vân vân. Anh chỉ cái ngôi thứ hai ha. Vậy thì ở đây bút ta bất tiếng quá đầy du tăng, những người đã bị bạn nói có thể nói lại bạn, những người đã bị bạn nói có thể chống lại bạn. Ý nghĩa câu thứ hai, mình nói người ta thì người ta nói lại, nói ác bị nói lại, đó là ý của Ngài Hòa Thượng. Mình nói người ta thì người ta nói lại, có nghĩa là đối với đời có qua có lại mới tại lòng nhau ha. Đó là một quy luật. Rồi câu số 3, Dukkha hisaram phakkhatha, Dukkha hisaram phakkhatha. Chữ Dukkha quý vị biết rằng đó do cái từ Dukkha, và Dukkha ở đây được đứng làm chủ từ số nhiều ha. Dukkha có nghĩa là tai hại hay là đau khổ. Rồi chữ thí là thật vậy, đúng vậy, chính xác. Rồi sa-ram-pha-ca-tha do cái từ sa-ram-pha có nghĩa là cọc cằn, giận dữ, phẫn nộ. Bởi vì cái từ sa-ram-pha nó là một danh từ nam tính, a-kran-ta-pum-rin-ga. Rồi cái từ ca-tha ở phía sau, ca-tha nó là một danh từ nữ tính, a-kran-ta-it-ti-rin-ga. Ca-tha cũng có nghĩa là lời phát biểu, lời nói. Sa-ram-pha-ca-tha là những cái lời nói cọc cằn, những lời nói giận dữ, những lời nói phẫn nộ. Vậy thì Dukkha hisaram phakkhatha, tai hại thay những lời nói cọc cằn,
hoặc là thập huệ, những lời nói cộc cằn, những lời nói đem lại sự đau khổ. Tức là ý của Ngài Hòa Thượng nói rằng khổ thay lời phẫn nộ. Và câu cuối cùng, Bát Tỳ Đành Đa Phu Xây Du Tăng, Bát Tỳ Đành Đa Phu Xây Du Tăng. Chữ Bát Tỳ Đành Đa, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ Bát Tỳ có nghe là ngược lại ha. Đành Đa, đây là một danh từ nam tính, Akran Thấp Cung Linh Gia. Và Đành Đa có nghĩa là của roi gậy, của hình phạt, của roi gậy, của hình phạt. Thì Bát Tỳ Đành Đa, những sự đánh trả lại hoặc là sự trả thù. Bát Tỳ Đành Đa, những sự đánh trả lại hay là sự trả thù. Rồi Phu Xây Du, Phu Xây Du, ở đây cái động từ số nhiều này cho chúng ta ý nghĩa là làm tổn hại. Làm tổn hại, Phu Xây Du, tổn hại ai? Chữ Tăng có nghĩa là tổn hại đến đối tượng, là bạn, là anh, là ông, tất cả ai, ai coi như là gây hấn, thì đối tượng đó sẽ bị phản ngược lại. Ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là đau trường phản chạm ngược. Bát Tỳ Đành Đa Phu Xây Du Tăng là những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. Những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. Vậy thì câu Phật ngôn 133 cho chúng ta ý nghĩa: bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị bạn nói có thể nói lại bạn. Tai hại thay những lời nói cộc cằn, vì những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. Câu Phật ngôn 133: bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị bạn nói có thể nói lại với bạn. Và tai hại thay những lời nói cộc cằn, vì những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như thế này: người này thô lỗ cộc cằn, người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi. Khổ thay phẫn hận trên đời, vết thương giàu sẽ tiếng lời lại qua. Người này thô lỗ cộc cằn, người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi. Khổ thay phẫn hận trên đời, vết thương đau sẽ tiếng lời lại qua. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau trường phản chạm người. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau trường phản chạm người. Alo, quý vị còn nghe rõ không? Trong phần tự vấn, quý vị thấy có chỗ nào có chỗ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Để có thời gian chúng ta có thể chia sẻ, tìm hiểu thêm về câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 133 được Đức Phật thuyết ra tại Chùa Kỳ Viên, đề cập đến một vị trưởng lão tên là Pondathana. Alo, quý vị đọc Pali rất là chuẩn, giọng rất là hay. Vậy thì viết cái từ Pondathana, Pondathana, chúng tôi đọc như vậy, quý vị viết coi có đúng hay không. Quý vị viết đúng tên cái vị này thì nhớ đến câu Phật ngôn 133.
alo, đọc lại ha. Con thà na. Rồi, quý vị tập viết đi. Đúng sai quan trọng, nhưng mà viết được là tốt. Alo, chị con đa thà na. Có bốn từ à. Rồi, quý vị viết làm sao cho nó đúng. Ghi chát lên màn hình. Con đa thà na, đó là chiếc hồng mai, đọc cũng rõ nhé. Con đa thà na, rồi chiếc kim. Hai người, mỗi người viết một cách khác nhau. Còn ai viết nữa? Còn ai nữa không? Trong đạo tràng đóng má. Rồi chiếc thành vi diệu pháp. Con đa thà na. Rồi, sĩ pháp nguồn Lào Cai, biết không được chữ nào, chỉ có bốn cành hoa ha. Con đáp hà na, sĩ thành pháp ha. Quân hành pháp thì biết là con đáp, chỉ đáp nha. Còn người ta chỉ đá đàng hoàng, còn đây chỉ đáp. Con đáp hà na. Rồi, tiếp tục. Để rồi trong những người mà đưa lên có người đúng có người sai, nhìn vào đó để mình biết rằng sự tiếp thu của mình có thành tựu hay không. Còn ai nữa, Sikmita Lê Trấn chạy vô ha. Hồi nãy chạy là chạy ra, rồi bây giờ Lê Trấn chạy vô. Con Đạt Hà Na Sik Hồng Mai. Ở trên chiếc hồng mai cũng con đất hà nè. Chữ ở trên và chữ ở dưới thấy cũng giống giống nhau ha. Rồi chiếc mê ta sao? Trời ơi, bảo chát lên cái từ con đất hà nè. Chiếc pháp nguồn bốn cành hoa. Chiếc mê ta bó tay ha. Sao mà đưa tay đầu hàng rồi. Rồi, đây là hạnh siết hạnh vi diệu phốt ha, là con đanh ná, con đanh ná đồng nữa, con đát hà na. Trong những người cha lên thì siết hồng mai là một ha, siết hồng mai là một nè. Rồi ai nữa, siết kim là hai ha. Rồi những vị này viết đúng. Chị con đá trên N có dấu chấm, chị D có dấu chấm, chị con đá chị N có dấu chấm, chị D có dấu chấm. Rồi xà thú con đá thà ha. Câu Phật ngôn này có một cái điều mà nhân quả báo ứng ha. Từ khi mà xuất gia thì vị trưởng lão con đát hà na này đi đâu cũng có hình bóng một người phụ nữ đi theo ở phía sau lưng. Đây là một điều đặc biệt ha. Mình đi có người theo sau lưng, tức là coi giống như gọi là thị giả hay là người theo hầu, người tùy tùng, sung sướng thiệt. Nhưng mà chính cái vị trưởng lão Côn Đa Thà Na này thì không có thấy bóng hình người phụ nữ đó. Mình thì mình không có thấy, nhưng mà người khác lại thấy. Ngộ ha. Thì đây là một cái điều đặc biệt của vị tỳ khưu Côn Đa Thà Na. Và khi vị này đi vào trong làng để khất thực thì mọi người để bát một phần cho ngài, rồi còn để thêm một phần nữa, để một phần nữa mà lại nói cái ý mỉa mai thế này nè. Bạch ngài, đây là phần của ngài này. Và đây là phần của cái cô bạn của ngài. Nghe câu nói thấy quý vị thấy cũng hơi quê quê ha. Đây là phần của ngài này, còn cái phần này là để cho cô bạn của ngài. Thì cái vị trưởng lão này đã tạo cái nghiệp gì trong quá khứ mà bây giờ bị chế nhạo, bị chế bị coi như là người ta phỉ báng, người ta nói xấu vậy.
Thì Đức Phật này giải thích thế này: trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp á, thì có hai vị tỳ kheo hết sức là hòa thuận với nhau, chẳng khác nào như là hai anh em ruột cùng một mẹ mà sinh ra. Suốt một thời gian dài của Đức Phật Kassapa thì cứ đúng một năm hoặc là sáu tháng thì Chư Tăng nhóm vào một lần để làm lễ phát lồ, tức là tụng đọc về ba điểm mốt, tức là lễ sám hối. Bởi vậy cho nên hai cái vị này mới rủ nhau chúng ta về chùa giữ lễ phát lồ Uposatha, rồi mới dẫn nhau đi về chùa. Trên đường đi á, thì có một vị chư thiên, vị này mới sanh vào của trời Đau Lợi, cho nên nhìn xuống thấy hai vị tỳ kheo này mới nghĩ là ô, hai cái vị này hòa thuận với nhau quá, đoàn kết với nhau quá, thân mật với nhau quá, vậy thì có cách nào để ly gián hai ông này được không? Chư thiên mà cũng có ý nghĩ bậy bạ ác nữa chứ. Trong lúc có vị chư thiên, nghĩa là tà kiến này nghĩ như vậy, thì một trong hai vị tỳ kheo mới nói với nhau: này đạo hữu, từ từ mà đi, chờ tôi đi đại tiện một chút. Thì nghe như vậy thì cái vị chư thiên kia hóa hình thành ra một người phụ nữ, đi theo sau vị trưởng lão vào trong bụi rậm. Đến khi trở ra cái chỗ trống thì một tay lại bới cái đầu tóc, một tay vẫn lại y phục, đi theo sau vị trưởng lão. Mà vị này thì đâu có ai biết gì. Trong khi vị này đi ra thì cái vị tỳ kheo đứng ở bên ngoài quay nhìn lại, thấy một người phụ nữ đi ra với dáng điệu khả nghi như vậy, thì người này biết rằng vị tỳ kheo kia đã nhìn thấy rồi, cho nên vị chư thiên đó mới biến mất. Vị tỳ kheo ở ngoài chờ bạn đi ra đến gần mình rồi thì mới hỏi: này đạo hữu đức giới rồi nha. Ồ, không có giờ tôi đâu có phá giới đâu. Bây giờ chính mắt tôi thấy này, từ phía sau của đạo hữu á, có một thiếu phụ cái dáng điệu như thế này này, đầu bới tóc và nghĩa là tay viện y phục này, mà đạo hữu còn chỗ hả? Nói rằng không có như vậy sao, như bị sét đánh trên đầu. Vị tỳ kheo bị cáo quan không thể nhẫn nại được mới cả lại: đạo hữu đừng có phá hoại tôi, quả thật tôi không có như thế. Nhưng mà vị kia nhất quyết: chính mắt tôi thấy, tôi tin đạo hữu thế nào được. Nói rồi như người bẻ gãy một cây gậy, vì đó bỏ đi và tự bảo mình: dù có đến chỗ làm kẻ phát lồ, ta cũng sẽ không sám hối chung với vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo bị tình nghi thanh minh với Chư Tăng rằng: bạch các ngài, tôi không có một chút lỗi nào hết, dầu nhỏ như là hột mè. Còn vị tỳ kheo bạn thì vẫn quả quyết: chỉnh mắt tôi thấy, hai vị tỳ kheo không chịu làm lễ phát lồ chung với nhau. Thì đó vị chư thiên mới nghĩ rằng: ôi, cái nghiệp mà ta đã tạo ra nặng quá. Vị chư thiên mới ứng tiếng lên để mà hòa giải: bạch các ngài, cái vị trưởng lão của chúng tôi không có đức giới, đây chỉ là một việc làm của tôi để thử lòng các ngài đó. Vậy thì các ngài cứ làm để phát lộ chung với vị tỳ kheo này đi. Khi ấy vị tỳ kheo đứng giữa hư không nói xuống, làm cho các vị tỳ kheo phát sanh đức tin và làm lễ phát lồ chung với nhau. Tuy nhiên vị tỳ kheo không còn giữ được cái lòng dịu hòa như trước mình. Và đó là tiền nghiệp của cái vị tỳ kheo.
đến khi mãn tuổi thọ, hai vị trưởng lão tùy chọn tùy theo cái phước nghiệp của mình mà sanh lên cõi trời. Còn cái vị chư thiên bị đọa xuống địa ngục suốt một thời gian không có Đức Phật, chịu sự thiêu đốt nơi địa ngục đó cho đến thời Đức Phật Gotama hiện tại được tái sanh làm người trong thành Sawatthi, rồi đến tuổi chân thành xuất gia trong giáo pháp và được thọ cụ túc giới. Từ ngày xuất gia về sau thì một bóng hình phụ nữ thường xuất hiện sau lưng của vị thị tu này, do đó vị này có tên là Kondathana. Thấy vị này có hiện tượng như vậy cho nên chư tăng mới đốc suối ông cấp cô độc. Ngài bảo hộ chứ vị thị tu này phá giới, ông hãy đuổi ra khỏi chùa, để cho vị này ở chung với chư tăng thì sẽ mang tiếng xấu à. Ông bảo hộ cấp cô độc hỏi: bạch các ngài, có chuyện gì vậy? Đức bổn sư không có trong chùa? Có chứ. Vậy thì bạch các ngài, Đức Phật sẽ hiểu rõ việc này mà. Các vị thị kheo đi bắt mắt với bà Thị Chi và Visakha thì bà cũng từ chối, không làm theo lời đề nghị của chư tăng. Các vị thị kheo không được và hai vị đại thí chủ chấp thuận lời mình mới bảo lên cho chùa. Tâu đại vương, thị kheo còn đa thàn á, đi đâu cũng dắt theo một người phụ nữ, làm cho tất cả chư tăng mang tiếng xấu chung. Xin đại vương hãy đuổi vị ấy đi khỏi chùa. Bạch các ngài, vị đó hiện ở đâu? Tâu đại vương, vị đó ở trong chùa. Trong chỗ ngủ nào? Ở trong chùa. Dạ, ở trong cốc cái tên đó. Nếu vậy thì các ngài hãy đi, trẫm sẽ cho người bắt vị tỳ kheo đó. Rồi vào buổi chiều, cho vua ngự đến chùa, cho quân đến bao vây cái chỗ ngủ của chư tăng đã chỉ, rồi đi thẳng đến trước cái cốc của trưởng lão Kondathana. Nghe tiếng ồn ào, thì Kondathana đi ra chùa, đứng sát trước sàn tông. Đức vua nhìn thấy tất toán bóng một người phụ nữ đứng sau lưng của tỳ kheo Kondathana. Vì tỳ kheo biết có đức mới leo lên ngồi trên cốc. Đức vua không đánh để tỳ kheo Kondathana, nhưng mà đến gần thì không thấy bóng phụ nữ đâu. Đức vua nhìn qua cửa lớn, nhìn xuống gầm giường cũng thấy, mới nói với trưởng lão Kondathana: bạch ngài, trong chỗ này chẳng thấy có một phụ nữ, cô ta đâu rồi? Tâu đại vương, bần tăng không thấy, rõ ràng vừa mới đây chẳng thấy cô ta đứng sau lưng của ngài mà. Dầu nghe như thế nào thì trưởng lão Kondathana cũng đáp: tâu đại vương, bần tăng không thấy. Đức vua mới nghĩ thầm: thế này là nghĩ làm sao? Đức vua mới thỉnh trưởng lão Kondathana: bạch ngài, ngài khoan nghĩ khỏi chỗ này xem. Khi mà trưởng lão Kondathana đi ra ngoài cốc, đứng trước sân thì cũng có một người phụ nữ đứng sau lưng vị đó. Đức vua thấy người phụ nữ bằng trèo lên cái nền chùa này, và biết Đức vua sắp đến thì trưởng lão mới ngồi xuống. Một lần nữa Đức vua nhìn soát lại khắp mọi nơi mà chẳng có thấy gì, mới hỏi: cái cô kia đâu rồi? Trưởng lão cũng trả lời: tâu đại vương, bần tăng không có trông thấy. Và ngài, xin ngài hãy nói thật, chính trẫm vừa mới thấy một người phụ nữ ở sau lưng ngài mà. Vâng, tâu đại vương, mặc dù đại chúng đều nói như vậy, nhưng mà bần tăng đi đâu cũng dắt theo một người phụ nữ, nhưng mà sự thật bần tăng đâu có thấy người nào đâu. Đức vua suy nghĩ cho rằng chắc có chuyện gì bí ẩn, mới nói với trưởng lão Kondathana:
Bạch Ngài khi Ngài quan hỷ bước xuống khỏi nơi đây, khi Ngài đã bước xuống khỏi cái vị trí đó, đứng trước sân chùa, thì Đức Vua cũng thấy cái hình người phụ nữ đứng sau lưng của Thị Trù Còn Đa Thành á. Nhưng mà khi vị đó trèo lên trên nền chùa thì Đức Vua đã hết thấy người phụ nữ. Đức Vua mới hỏi thì Ngài Còn Đa Thành á mới đáp bằng tăng không thấy một người phụ nữ nào hết. Nghe vậy thì Đức Vua nghĩ việc này coi chừng bí ẩn. Và để chấm dứt thì Đức Vua nói với trưởng lão Còn Đa Thành á, mình này có cái bóng ảo sau lưng Ngài, ngoài chậm ra chắc không một ai đặt mắt cho Ngài đâu. Vậy thì xin thỉnh Ngài hãy thường xuyên vào hoàng cung để chậm dân cúng tứ vật dụng. Sau khi ngỏ lời thỉnh trưởng lão, Đức Vua ra về. Các vị tỳ khưu mới tham phiền với nhau: này các đại hữu, hãy xem cái việc làm của nhà vua. Đứng đâu nghe lời báo cáo Đức Vua đuổi vị này ra khỏi chùa, cho ra bây giờ đã thỉnh vị này vào hoàng cung để dâng tứ sự. Khi tăng nói với trưởng lão Còn Đa Thành á, này công sư phá giới kia, bây giờ ông được lên chức quân sư rồi đó. Từ trước không thể nói cái lời gì nghịch lại với Di Tăng, nhưng mà bây giờ đã có chỗ dựa là Đức Vua, cho nên trưởng lão Còn Đa Thành mới nói trả lời lại: các ông mới là phá giới, các ông làm quân sư, các ông đem phụ nữ đi theo. Di Tăng kỳ vậy, cái vị này trả theo như vậy mới trình lên Đức Phật. Bạch Ngài, thì cô Còn Đa Thành á, nghe chúng con nói thì vị này là mắng chúng con, các ông là những người phá giới, vân vân. Đức Phật cho gọi thì cô Còn Đa Thành á đến và hỏi: này thì cô, nghe nói thầy đã nói như thế có thật hay không? Bạch Ngài, có thật như vậy. Này thì cô, tại sao lại nói vậy? Bạch Ngài, vì các cái vị kia đã nói xấu Phật. Này các vị cô, tại sao các thầy lại nói thấy này như vậy? Bạch Ngài, vì chúng con thấy cái cô phụ nữ đi theo vị tỳ khưu này. Các thầy nói vì có người phụ nữ đi chung với tỳ khưu Con Đa Thành á, còn vị này thì không thấy phụ nữ đi chung, mà sao lại nói như vậy? Trong tiền kiếp thầy há đã chẳng nương theo tà kiến tội lỗi mà có quả báo xấu xa đến cái kiếp này, bây giờ tại sao lại còn cố chấp vào cái tà kiến tội lỗi đó nữa? Các vị thầy cô mới bạch hỏi: Phật Ngài, kiếp trước vị này đã làm cái gì? Đức Phật mới đem tiền nghiệp của vị tỳ khưu này kể lại cho Di Tăng nghe. Trong cái kiếp mà chư thiên phá hoại sự đoàn kết của hai vị tỳ khưu. Này các vị tỳ khưu, do ác nghiệp này mà thầy đã có cái tướng trạng kỳ quái như vậy, bây giờ là cố chấp tà kiến như lúc trước nữa hay sao? Cho nên nói lời trả treo của Di Tăng, hay là người câm lặng như chiếc chuông bị bể miệng, là như vậy người sẽ được an vui. Và Đức Phật Ngài đã nói lên câu Phật ngôn 133 này, xin đưa lên cho quý vị thấy: mà vô cha pháp lục thần cần khi vô tà bất thi quật đề du tầng đốc khải xà rầm phát cắt hà bất trị thành giáp tức xây du cần. Cho nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, cổ thay lời phẫn nộ đau trượng phản chặn ngược. Khi mà công Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị thị khưu chứng đắc thân quả, nhất là Tu Đà Vương. Riêng tỳ khưu Còn Đa Thành á, nhờ uống từ của Đức Bổn Sư
mà chứng đắc thánh quả A La Hán, và ngài đã bay lên thiên hư không rồi quay xuống đền lễ Đức Phật, một cây thốt nốt, hai cây thốt nốt và trao đến bảy cây thốt nốt xuống đền lễ Đức Phật để nói lên cái chánh trí mà mình đã được hưởng với quả vị A La Hán. Trong duyên sự này chúng ta thấy là bóng người phụ nữ bám theo thầy, ai biết là do nghiệp báo gây. Trong kiếp y thiên vì vọng niệm, thử xem tình bạn chắc không đâu, chẳng nhẫn để mà quả trả xưa. Lời qua tiếng lại cứ dây dưa, Phật theo nhớ lại nhân tiền kiếp, đắc quả vô sanh ác khẩu chừa, khác nào trung bể hết âm văn. Người giữ tâm yên chứng niết bàn, không nói lời thô không uất hận, bồn hình phạt khổ nhân gian. Rồi quá hay luôn hả? Tại sao bây giờ hỏi thích kiêm này, tại sao các vị tỳ kheo mới đem cái chuyện của vị tỳ kheo còn đã than ha, nói ông cấp cô độc đuổi ra khỏi chùa đi, ông này đi đâu cũng dẫn bà này đi theo kỳ quá, là chư tăng mang tiếng ông cấp cô độc như lầm lơ ha. Hỏi rằng ở trong chùa có Đức Phật không, hả? Đức Phật ở trong chùa thì ông cấp độc lầm lơ. Rồi cái chi tăng mới đem cái chuyện này nói bà Quy Sa Kha, bà kiếm cách nào để đuổi ông này đi, chứ ông đi đâu cũng chẳng theo cái bà đó còn đang bên vậy, nên là ai cũng nói xấu để bác cho ông ta, thì đây là phần của ông này, còn cái phần này để cho bà này. Thấy bọn tôi đi chung thấy cũng quê mà ai nói cái nghe cũng kỳ kỳ quá, thôi bà làm sao mà đuổi ông này đi khỏi chùa đi. Nhưng mà bà Quy Sa Kha cũng coi như im lặng. Rồi khi ông vua bác sĩ lý trình lên đức vua coi như cho quân lính bao vây, rồi tự mình tới kiểm tra, và khi thấy sự việc nó hy hữu thế nào thì mới có một cái tâm bi, nghĩ rằng cái như vậy là cái vị này sống bị mang tiếng này, rồi đi ra ngoài bị người ta chê cười, thôi bây giờ cái vấn đề mà cái tiếng xấu của Phật giáo mà để cho ngoại đạo mà nó chửi bới, nó phỉ báng như vậy thì cũng khó coi. Quý vị này nhớ nè, cấp cô độc cũng chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, bà Quy Sa Kha cũng thánh quả Tu Đà Hoàn, đức vua Bà Xê Nó Đi cũng là thánh quả Tu Đà Hoàn, ba vị thánh này xử sự. Thì một quý vị thiện nam làm cấp cô độc, rồi chính nữ là Quy Sa Kha im lặng ha, không nhúng tay vào việc khi mà Đức Phật bị trong chùa. Nhưng mà còn ông vua Bà Xê Nó Đi này thì đem quân tới bao vây ha, bởi vì ổng cũng là một cư sĩ, nhưng mà trách nhiệm bổn phận bảo cho Phật pháp. Khi khám phá được sự thật thì nghĩ rằng cái vị này đang trả nghiệp, mà trả nghiệp cái kiểu này thì bị chư tăng xa lánh, là rồi bị Phật tử chê bai, thôi bây giờ thẳng vô hoàng cung để coi như cái chuyến đời đó đức vua là gánh chịu. Thì cái trường hợp của vị tỳ kheo con đã thành ha, qua sự xử sự của ông cấp cô độc ha, bà Quy Sa Kha, rồi ông vua Bà Xê Nó Đi, để sĩ kiêm nghĩ sao? Alo, tại sao? Rồi, trả lời tới. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Phước Thạnh, không biết sư Phước Sang, sư Tể Đức,
con không nhớ có sư nào nữa không? Con xin kính chào các sư, nếu con có nó hỏi nếu con thiếu, tại vì con già rồi, con ký ốc con cũng lú lặng lắm rồi. À, cùng các cô tu nữ và quý Phật tử, mỗi lần mà con cái gì mà con hay á là sư nắm cái đầu con lên hả, con sợ luôn đó. Hên quá thì con nói hay thiệt đó sư. Cái câu chuyện này chỉ là nhân quả thôi, nhưng mà nhiều năm về trước á, hay là chừng 7 năm trở lại, từ khi mà con nghiên cứu về Phật giáo Nam truyền á, thì con cứ thắc mắc hoài, làm sao mấy cái người này mà chỉ một câu của Đức Phật mà giảng là họ tắt vô thánh đạo, mà nhất là cái ngài Khandathana này vô chứ là A-la-hán luôn, tức là tứ đạo tứ quả luôn. Thì con ngẫm nghĩ hoài, nhưng mà khi mà con học Pathana đó thì con có câu trả lời, nó cũng không có gì khó khăn hết. Thì những cái duyên sự này á, không phải những chúng nhân ở dưới thế gian này, mà luôn cả những vị chư thiên ở trên trời, mà khi đó được tái sanh phục sanh lên làm chư thiên á. Ôi trời trời, tự giờ con không biết quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không cái đã, chạy vô có nói không biết nữa. Quý vị có nghe âm thanh rõ cho các sư, các cô tu nữ, có các quý đạo tràng có nghe? Trời tự giờ không nói, không biết nói dân có ai nghe không nữa. Dạ, cảm ơn. Có hai người nghe thôi, sư có nghe con rõ, con sư có nghe con rõ ràng không vậy ha? Sư kêu con lên mà sư không cho tín hiệu, con nghe rõ ràng hay không nữa. Trời ơi, trời ơi, đó mấy người kia nghe rõ rồi đó, còn sư không thấy, sư không nghe rõ ha? Chết chắc con rồi. Sư có nghe con rõ không sư? Trời ơi, sư kêu con lên mà sư không nghe rồi, sao con nói sư nghe rõ được? Thôi quý vị nghe rõ cũng được rồi. Thì không phải những vị ở cái thế gian này, mà cả những vị chư thiên mà đã từng tu tập hay làm những phước thiện gì đó, họ được nhiều phước, họ cũng tục, họ tái sanh lên cảnh trời cao hơn là cảnh trời dục giới như chư thiên này. Trời, như chư thiên là tiền kiếp của sư Khandathana đó. Trời ơi, cũng quẩn quá, nhàn chư di bất thiện. Hai ông sư người ta đi tu tập thương mến giống vậy, mà ổng đi chặt phá người ta để cho mà bị đọa địa ngục. Mặt quý vị thấy không, cái quả nó dễ sợ với sợ. Cái chỉ mà dẹo chơi vậy đó, dẹo chơi cho vui vậy đó, giống như ở mấy người đàn ông á, họ đi dẹo gạt mấy người thiếu nữ cho người ta mang bầu, rồi còn nói một câu đó, gió đưa bụi chuối gì đó sau hè đó, dẫn chơi một chút không ngờ có con, nghe muốn giọng vô mặt thiệt. thì con nghe cái câu đó nói con nghe nó dễ ghét lắm, nhưng mà đối với một vị sư, những vị sư mà người ta giữ giới rất là tốt đó, thì nó cái nghiệp nó nặng vô cùng. Mặc dù cái ông chư thiên này ổng đã biết cái tội ổng sám hối ngay trong cái thời đó luôn đó, mà ổng không bị xuống địa ngục bút chỉ cà tha, rồi lên tới thao kiếp này, cuối cùng tới kiếp ngày, từ kiếp trong thời của ngài Kassapa biết còn bao nhiêu lâu rồi, một vị Phật đó, rồi tới ngài Đức Phật Gotama mà còn bị theo như vậy đó. Những gì chính mắt người ta thấy đó, thấy rõ ràng có một người phụ nữ đi sau lưng ông sư này mà lại thì biến mất. Cái đặc biệt nhất là ổng hên á, ổng vô ổng đi tù, chứ ổng ở nhà thì vợ ổng chắc ghen, ổng tá lạ tâm tinh luôn nữa. Tại tối nhà ổng thấy có một đàn bà đi theo ông làm gì đàn bà đi theo ông như vậy. Thì quý vị thấy đặc biệt khi mà ổng vô trong chùa, trong khuôn viên của trong cái chùa đó, thì cái bóng của người phụ nữ này không còn nữa, nó biến mất. Khi mà ngài ấy đi ra khỏi chùa thì cái bóng người phụ nữ này theo, tức là trong chùa có sự hộ độ, có cái đàn giống như kiết giới si ma, nhất là trong cái thời của Đức Phật đó, thì không dám hoành hành trong cái đó. Thì ông thì mặc dù ông sư này ông biết, nhưng mà chính người ta bằng con mắt thịt của người ta thấy, ai cũng thấy ổng có một bóng người đàn bà đi sau lưng ổng, rõ ràng vậy, người ta thấy giống vậy. Bởi vì chúng ta khi nói tôi thấy rõ ràng đó mà, thấy rõ ràng thấy ổng vậy, bả vậy làm vậy đó,
Nhưng thật ra nó không phải như vậy, quý vị thấy chưa? Thấy vậy cũng chưa phải là vậy nữa. Ha, nó thần kỳ ở chỗ đó đó. Thì đối với con đó thì cái câu này nhân quả thì cho một bài học chúng ta là phải cẩn thận những về cái ba cái cửa mà về để mà tạo ác nghiệp cho ta. Về thân, về lời, về ý, tức là thập thiện nghiệp, đối nghiệp với thận thiện nghiệp là thập ác nghiệp. Đó là thân gồm có đừng có tạ, đừng có giết, đừng có sát sanh, đừng giết hại người khác, đừng làm hại người khác, đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có tà danh. Đó. Về lời nói thì có bốn cái: đừng nói dốc, đừng nói lời thô lỗ mãn thô lỗ, đừng nói lời đâm thọt, luôn cả những lời tầm phòng tầm hàm á, tức là nói nhảm nhí á, như vậy. Còn ý về đừng có tham, đừng sân, đừng tà kiến, cái tà kiến nó rất nặng. Thì đại khái như vậy. Thì lúc trước con nghe những câu chuyện này thì con nói sao mà không có giải quyết được, không nói tại sao, chỉ cần nghe câu của Đức Phật nói mà tại sao những gì gì vậy là gắt quả liền giống vậy. Thì lúc mà con học Patana đó, thì xin lỗi nha quý vị nào có học diệu pháp, có học Patana không thì có học hay chưa học thì tôi không biết, nhưng mà tôi cứ nói vậy quý vị cứ nghe đi, có hiểu cũng được mà không hiểu cũng tốt luôn, tại vì xa cũng có người nói cho quý vị nghe. Thì trong cái 24 viên đó thì bốn cái biến thành viên á là câu sanh viên sa hai cha tá phát cho vô, thứ hai là y chỉ viên nít sa giá phát cho vô, thứ ba là hiện ngũ viên ác khí phát cho vô, thứ tư là bắt ly khứ viên áo vi khát tá phát cho vô. Bốn cái viên này lúc nào nó cũng có coi trong người chúng ta hết, bởi vì chúng ta có những bốn cái viên nó gọi là biến thành viên, chúng ta có bị tái sanh hoài, tái sanh tục sanh ở hoài. Thì khi mà những vị này á mà muốn đắc quả Cô Kim ơi, cô Kim, con nghe con không có rõ một chút nào. Cô Kim ra rồi, cô Kim đi vào tiếp đi ạ. Hello, quý vị có nghe rõ không? Hello, hello, có nghe rõ nói tiếp, cho tín hiệu nói tiếp, cộng thôi leo xuống tiếp. Ok, cái này không biết gọi là cái gì nữa. Dạ, rất rõ hả? Cái ông thấy khi mà nói tới pháp cao thượng đó, cái pháp cao, sắc là nào là cái bộ cao nhất đó, thì á, quý vị nào là có bị trục trặc đường thấy chưa? Ok, đại khái vậy á, thì khi mà quý vị, các người mà muốn giải thoát được, đắc vô thành đường thánh quả đó, phải bắt chánh đạo, quý vị phải đồng ý không? Thì trong cái trường hợp đó phải tác ý khôn khéo, tức là mấy khi mà tác ý khôn khéo thì chúng ta phải tác ý, tức là câu sanh chuyển viên đó. Câu sanh chuyển viên nó còn bốn, nó còn có bốn chi, nó có dục cần tâm thẩm dục, nó còn ba cái chi là tham dục, tác dục, pháp dục, chứ không thể phân tích ra. Tham dục tức là cái ý tham của mình làm cái đó với cái tác ý mình tham thì nó không tốt. Còn tác dục là vừa có tham vừa có không tham, nhưng mà pháp dục tức là cái ý đó là rất là cao thượng. Như Đức Phật có cái tác ý pháp dục, ngài muốn đi tu ngài bỏ hết rồi. Cái cần đó, nó phải có sự tinh cần tinh tấn liên tục mới được. Tâm, cái tâm lúc này mà quý vị mà làm tức là tâm đại thiện đó, tâm đại thiện mà học trí, tức là nha ná sam pha chít tá ma ha khu sa la chí tăng, phải có cái tâm này mới được, của người tâm nhân mới có được. Xong tới cái thẩm tức là thanh nha đó, quý vị phải lựa chọn có cái sự trí tuệ
tệ trong đó để làm ra. Khi mà có xong rồi quý vị sẽ thấy cái quý vị mà làm cái này á, thì họ sẽ nhàm chán đi các dục, họ bỏ cái dục đi, họ không có muốn nữa, thì họ không cần y chỉ duyên nữa, họ thoát ra, họ không cần nương nhờ nữa, thì lúc đó họ khi mà họ đã không còn nhàm chán, không còn thích thú những cái gì ở cõi đời này, thì họ sẽ có ly khứ duyên, họ muốn đi ra khỏi cõi đời này, thì họ vô trong đó. Lúc mà tiên liên tục các vị này họ nghĩ liên tục thì họ nhập vô định thánh một cách dễ dàng, họ không có phân tích nữa. Thì nói nôm na lại theo cái cảnh đời đó thì câu sanh duyên, tức là những cái duyên nó cùng ra một lượt, nó cùng xảy ra cùng một lượt. Như ta tác ý, ta muốn làm cái này rồi ta được cái này này, thì quý vị học như pháp luận có 13 cái tâm sở đó, nhà tâm sở gọi là trở tha đó, nó như vậy đó. Thì y chỉ duyên là cái duyên để nương nhờ. Như chúng ta phải nương nhờ cha mẹ, khi mà chúng ta được sanh ra đời chúng ta phải nương nhờ cha mẹ để cha mẹ nuôi chúng ta lớn khôn rồi mới đi học. Thì đi học thì chúng ta phải nương nhờ và sự chỉ giáo của thầy giáo từ lớp tiểu học, trung học rồi lên đại học, rồi ra đời chúng ta phải nương nhờ hết. Khi ta làm việc cũng vậy, ta cũng phải nương nhờ người bạn bè cũng như là tới ông của mình để giúp đỡ ta, chỉ dạy chúng ta để làm công việc cho tốt hơn. Thì cái đó là y chỉ duyên. Thì con người chúng ta ai cũng dính mắc với cái này hết. Tôi coi những phim Tàu á, thì có những người cặp tình nhân họ yêu nhau thấm thiết, họ muốn gắn bó với nhau nhưng mà họ bị trục trặc, họ không có còn tiếp tục gắn bó và họ phải chia tay trước khi ấy họ chết. Thì họ nắm tay nắm chân nói kiếp sau họ sẽ gặp lại, thì vậy đó. Rồi thì cha mẹ với con cái mà quý luyến nào, kiếp sau con cũng muốn ở lại, cũng làm mẹ hay làm con vậy đó. Thì cái đó là quý vị đã tác ý là muốn hiện hữu, muốn tục sinh lại đó, thì nó phải nương nhờ y chỉ, nương nhờ nó nương với nhau. Vậy thì bốn cái biến hành viên là lúc nào nó cũng ở trong con người chúng sanh. Nếu mà chúng sanh nó không có tác ý khôn khéo, không có muốn rời khỏi này, thì nó cứ liên tục như vậy, không có bao giờ ấy hết. Thì trong cái bài này đó, tiểu vị sẽ không, cái vị sư này họ ông Khôn Đá Tha Ná này đã từng tu tập nhiều rồi, tới giờ vị sư ổng cũng áp dụng 7 pháp đoạn trừ lậu quả, tức là ổng biết ổng bị cái gì đó nhưng mà ổng chứng minh được, ổng ráng ổng phòng hộ, ổng ráng kham nhẫn, nhưng mà trong lòng của ổng vẫn còn ấm bức trong đó, ổng chịu không nổi, ổng xì không nổi. Đến lúc mà khi mà có vị vua đó, vị vua Phan Sa Ní á, ổng lộn coi thì vị vua thấy trong này có điều bí ẩn mà thần kỳ lắm. Nhưng trong cái thời kỳ cũng hên có Đức Phật hiện diện, ổng nói được rồi, để tính ra. Thì ổng thấy ông này thì cũng bị trục trặc, là vấn đề mà người ta không cúng dường cho ổng. Nếu mà cúng dường cũng xỏ dùng câu, cũng mất dùng câu, này một phần này cho ông, còn một phần cho người đẹp của ông đó. Điều vậy. Con người mà tu hành mà cái trong sạch mà nghe nói mà không có những cái lòng mà cái tâm mà sự hiểu biết ấy, cũng nổi điên lên. Sao một người nó không nói gì cũng nói gì cũng tức cho lắm. Quý vị thấy cái quả dễ sợ không? Quả đối mà làm một chuyện ngu sửng mà giỡn chơi giống vậy, đối với một hai vị sư mà giữ giới trong sạch như vậy, nó quả dễ sợ không? Vì cái này mới giờ mà thấy á, đừng có, cho dù cái người đó là một vị sư nó nặng, còn cái người thường tôi nghĩ rằng nó cũng nặng, là thua chút đỉnh thôi, chứ không có kém đâu đó. Thì ông này á, thì ổng lúc ổng chưa có vô vọng thánh, ổng chưa có vững tâm, mà ổng khi mà ổng được vô Pachisani á, nói ổng thôi giờ sư chắc không ai cúng dường cho sư đâu, vậy mỗi sư thì khi mỗi ngày á, sư vô trong thầm để chậm cúng dường cho sư. Thì mấy chư tăng thằng tức điên lên nữa, trời trời mét tới đụng ông bà Visakha rồi ông Anathapindika cũng không làm được gì, ông nảy hơn dữ tới mét ông vua cũng không làm gì, còn mời ông vô trong kinh hành để được đi cúng dường nữa, tức quá. Nói mới chọc một câu nữa, này phá giới bây giờ ông lên chức ông sư rồi đó, hỏi ngài ông vô trong chùa ngài trong hoàng thành á, ông được vua cúng dường ra lên chức quân sư rồi đó. Ông này bây giờ tức rồi nè, hồi lúc trước nha không có dáng nhẫn nhục nha, tùm lum hết, bây giờ có chỗ dựa nè, có vua dựa, tức là có y chỉ viên rồi đó, có y chỉ viên là ông vua ổng nương tựa rồi đó, có chỗ đó cái cánh tham ổng liền, ổng tắt cái tham dục liền, ổng nổi lên nó săn si trở lên.
Ông nói lại, chắc ông phá giới, chắc ông làm vui sư, chắc ông đem phụ nữ đi theo. Nà, vậy trả lời à. Thì rất là nguy hiểm. Thì câu chuyện lại vậy. Thì đối với này đó, thì khi mà Đức Phật giảng nghĩa ra, thì Đức Phật có nói một câu vậy nè. Trong tiền kiếp, thầy há chẳng nương theo tà kiến tội lỗi mà có quả xấu đến kiếp này sao? Tại sao bây giờ thầy còn cố chấp tà kiến tội lỗi nữa vậy? Tức là ổng không có chịu nhẫn nhục để chịu cái đó, mà quán rằng cái đó cái quả xấu trong quá khứ do cái nhân không tốt ổng đã làm, hãy chịu đi. Tại sao tất cả mọi người đều thấy ổng có người đàn bà mà luôn cả vị vua cũng có? Ông phải hiểu rằng đó là cái quả, đừng nên cố chấp, hãy bình tâm nhẫn nhục, chịu đựng tham nhẫn, mà biết rằng cái chuyện đó là cái nhân quả thì sẽ qua. Thì Đức Phật nói thêm một câu nữa, đừng có trả treo lại. Khi mà chúng ta trả treo, tức là cái nhân, cái quả nó trổ mà ta trả treo, tức là ta tạo thêm một cái nghiệp, một cái nhân mới, thì cái nhân mới đi trả nữa, thì nó cứ dậy dậy hoài. Thì chúng ta, cái người mà nói qua nói lại trả treo, và cái người đó đau khổ nhất, tại họ phải lãnh quả trả tới trả lui mà. Thì Đức Phật mới nói, chớ nói chi trả treo với chư tăng nữa, hãy là người câm lặng như một chiếc chuông bể. Ồ, chiếc chuông mà nó không bể đó thì mà nó vọng lên nghe bự lắm không quý vị, mà chiếc chuông bị bể rồi nó đâu có nghe được nữa đó. Làm như vậy thầy sẽ là người chứng niết bàn. Nếu một người bình thường Đức Phật như vậy thì nhiều người không hiểu đâu, sao mà nó nói nó chửi mình, nó nói thì chết chết đi thôi đó, phải nói là miếng mới được, để thôi nó lần được lần chân, nó lên nó lần đầu như đại thái, phải trả lời trước cho nó biết. Mình ngu sao, tại thầy thấy vậy nha. Nhưng mà thật ra đối với người tu tập, họ đã hiểu biết rồi, họ không nói. Tất cả mọi người nói với cái tâm trung đạo của họ, giống như nước đổ lá mô, những lời xấu xa thì những vị đó quán, đó là những tâm bất thiện, đó là những pháp bất thiện. Chúng ta hãy coi rồi nó sẽ trôi qua. Họ nói hoài cũng chán thôi, đâu làm gì, chúng ta cứ sống. Tại vì khi chúng ta sân hận, chúng ta tức ai khổ, cái tâm sân lên nó làm cho mình ăn không được, ngủ không được, nó rất là khổ. Là cứ cái trung đạo, cứ thấy đó là cái pháp bất thiện, cứ cười từ 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 vậy đó, xong tỉnh bơ. Không thôi thì từ từ cái gì, cái thời gian nó qua thôi. Giống như Đức Phật cũng vậy, ngài bị cái bà cung cho bà hoàng hậu đó tức cứ nói cái nhan sắc của bà đó không đáng để mà giống như là giết ngón chân ngón chân của Đức Phật nó bà tức. Thì bà bảo gì lấy ông vua làm hoàng hậu đó, bà mướn mấy chục người tối ngày đi theo chửi Đức Phật. Thì Đức Phật cũng tham nhẫn, Đức Phật không nói gì, mặc dầu ngài cũng nghe lời ngài Ananda đá là đi chỗ này chỗ kia ba lần, nhưng cuối cùng ngài không nói không đi nữa, hãy để nó đi. Nhiều người cứ tưởng rằng ngài không còn cái sự tham nhẫn nữa. Trời đất, với người bạc chánh đặng chánh giác, 30 cái ba la mật, 10 cái ba la mật hạ, 10 ba la mật trung, 10 ba la mật thượng thừa, thì làm sao mà cái lòng tham nhẫn của ngài đó, không có ai trên cái tam thiên đại thiên này, chúng ta thế giới này bằng ngài hết. Là chẳng qua ngài đứng đó, ngài chờ đó để coi cái quả của nó sẽ hết. Nó không có quá 7 ngày, đối một vị chánh đặng chánh giác nó sẽ tiêu đi. Thì ngài đứng ngài chờ thôi, chứ đâu phải ngài hết tham nhẫn đâu. Thì đối với vị sư con đã thì ngài hiểu liền, ngài nhập tâm hiểu liền, ngài không còn trả theo cái tâm, chứ ngài định luận, ngài quán niệm trong đó, thì ngài đắc vô tứ đạo tứ quả liền, ngài thành một vị a la hán có thần thông. Thầy bay lên ngài nói đó là một sự tuyệt vời, rất là hay quý vị. Tức là mình thấy người ta chửi nói xấu mình, ai cũng thấy vậy, nhưng mà nếu mình biết được cái pháp bất thiện, mình cứ tiếp tục, mình bình thản, mình có giống như nước đổ lá môn, nói bao nhiêu nước đổ bần ra bấy nhiêu, thì đâu có còn gì, giống như mình lấy cái mâm mình đánh như dứt được, mình văng ra thôi. Đại khái là vậy, theo con hiểu biết mình như vậy đó. Ui, bữa nay con nói nhiều quá, còn mấy phút mà. Thôi, con xin chấm dứt ở đây. Trong những khi con chia sẻ cái duyên sự của câu kinh pháp cú này, thì nếu có gì sơ sót, con xin các sư, các cô tu nữ, các quý vị Phật tử trong đạo tràng xin chỉ giáo, con xin sám hối và xin chúc tất cả mọi người có một buổi an vui. Con xin cảm ơn lại ạ.
123 123. Quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Sư Thạnh Vi Diệu Pháp đưa tay. Chúng ta mời Sư Thạnh Vi Diệu Pháp. Alo, Sư Thạnh Vi Diệu Pháp cầm mic ha. Alo, mọi người có nghe con nói không vậy? Con không có đưa tay nhưng mà sư kêu thì con xin phát biểu. Dạ. Thì cũng còn có 2 phút. Thì sau khi con nghe những cái duyên sự cũng như những lời phát biểu và phân tích rất là sâu sắc của cô Kim, con càng thêm có rất là nhiều cái cảm xúc. Và trong đó có một cảm xúc nhất là liên hệ tới ngày nay thì rất là tội. Và làm sao để mình tránh được những cái câu chuyện mà lịch sử lặp lại. Đó là thông tin ngày nay rất là nhõn liễu, nhiễu loạn. Nhiều khi chúng ta chỉ có thấy bằng những video mà chúng ta đã vội tin. Cho nên đó là lời cảnh tỉnh giúp cho con nghĩ là sao cho bây giờ và sau này. Dù những gì mình đã thấy, mình được nghe, thậm chí là mình đã chứng kiến thì mình cũng chớ vội tin. Và hãy cố gắng để biết giữ được những cái quan điểm thật là độc lập. Và cố gắng quay về để nhìn thấy chính mình, để tránh tạo thêm những cái ác nghiệp. Dạ, con xin hết, bởi vì còn có một phút con xin trả mic về cho đạo tràng ạ. Sà thủ Sĩ Kiềm, Sĩ Thành Vi Diệu Pháp. Trong khi mà trình bày như vậy thì Sĩ Kiềm đã nói về chi tiết của câu Phật ngôn 133. Khi mà trình bày như vậy thì có một ý kiến mà chúng tôi thấy không đủ thời gian để giải quyết vấn đề. Ý kiến của một vị đưa lên trong khi Sĩ Kim trình bày là vị này cho biết rằng con học biết vua Vasenadi chưa phải là thánh nhân Tu Đà Hoàn thời Đức Phật. Vua sẽ là một vị Phật tương lai. Giải thích câu hỏi này, chúng tôi phải không đủ thời gian. Ngày mai là ngày của Ngài Pháp Thanh, mà Ngài Pháp Thanh thì có cho chúng tôi biết rằng bận công việc, sức khỏe không được tốt, không vào được. Vậy thì câu hỏi này ngày mai sẽ giải quyết. Quý vị quan hỷ ha. Mới đưa lên câu hỏi thì cái lời Sĩ Kim nó sai chỗ nào, đúng chỗ nào, ngày mai sẽ biết. Còn bây giờ cái thời gian thì chúng ta thấy cũng vừa phải lẽ, phải không? Câu Phật ngôn này cho chúng ta một nhận định: mắt thấy tương nghe, mắt thấy tai nghe chưa phải là sự thật. Tại sao mà ông Thích Vô Độc, dù có ông mà bà Quy Sát Kha, hai vị đại thí chủ mà Chư Tăng nói, mà ông Thích Vô Độc, bà Quy Sát Kha là hai vị thánh Tu Đà Hoàn nha? Nhưng mà hỏi lại, ở trong chùa có Đức Phật không? Có. Thì hai vị này im lặng, không có giải quyết. Bởi vì còn tôn trọng Đức Phật. Đây là việc của chùa, của Tăng. Thì để cho Đức Phật giải quyết. Nhưng mà ở trong chùa có một sự kiện như vậy, nhưng mà tại sao im ru? Rồi cũng trong một cái vấn đề phát lộ, có một cái vị tỳ khưu phạm giới và Đức Phật ngồi yên lặng, không có làm lễ phát lộ. Sự im lặng của Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài biết
với thần thông của Ngài, hiểu được tâm của Đức Phật. Cho nên Ngài biết, Ngài mới đến trước vị tỳ khưu pháp giới kia, mời ra khỏi chùa, mời ra khỏi chánh điện. Nhưng mà vị tỳ khưu đó ngoan cố, và Ngài một quyền đen phải dùng thần thông của mình kéo đầu vị tỳ khưu đó ra khỏi tăng sự. Thì chúng ta thấy rằng một cái sự việc mà khi có Đức Phật là thượng thủ ở trong chùa, thì các vị thánh nhân, các vị tu đại hoàn dầu là cư sĩ vẫn tôn trọng, không dám giải quyết. Còn Đức Vua trách nhiệm bổn phận, trách nhiệm bổn phận giải quyết là một cái chuyện khác. Rồi thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống. Dù là mắt thấy tai nghe, nhưng mà cũng phải thấy nghe một cách rõ ràng, chứ không có bột trộn để xảy ra những cái chuyện không được tốt. Vậy là cái vấn đề chia rẽ, ly tán, xuyên tạc, đó là những cái điều mà đem lại sự khổ đau. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chà quá chê nà sô thị vô phô tụ sắp bà đà. Do lời chân thật này chính nhân quả lớp lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, buổi sinh hoạt xin được kết thúc lên đây. Và cái câu hỏi này Thích Hà Quan Hỷ lưu lại ha, để ngày mai chúng ta sẽ sinh hoạt tùy duyên. Và trong sinh hoạt tùy duyên thì chúng tôi cũng có đưa ra một đoạn kinh để quý vị thực hành, đó là học cái bài mà dân cúng Phật thực đến chi tăng. Quý vị không thể nói bằng tiếng Việt, không thể nói bằng tiếng Anh, mà phải đọc tụng bằng Pali. Như vậy thì trong lúc thời gian học và sinh hoạt thì chúng ta có nhiều thời gian vào ngày mai. Mong quý vị hoan hỷ ha. Nhất là câu hỏi này Siết Hà nên lưu lại ha, để rồi ngày mai sẽ đặt câu hỏi. Và xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng gồm ha.